Hello nha, xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Từ Từ Đường Phố đây. Rất vui khi gặp lại mọi người nha. Chúc mọi người những phút giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em theo như like, subscribe, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để chuông thông báo những video cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video cho anh em một buổi chiều mát mẻ nhá. Ăn cơm ngon miệng và xem video mình một cách vui vẻ và thoải mái nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Buổi tối đi chơi với người yêu hạnh phúc. Về vấn đề event thì hiện hai con hạc đã được giao về chủ của nó nha anh em nha. Hai bạn ý đã để nhận hạc cho mọi người nha. Lý do để nhận hạc không phải là mình nói trước không thì anh em lại kêu là hai bạn ấy không hề xem like nha. Bạn Bảo thì có xem like, bên lúc anh em ngồi cũng đã biết là bạn ấy đã nhắn tin rồi. Bạn Bere gì đấy thì bạn ấy kêu bạn ấy đã chụp ảnh cho mình xem là bạn ấy có xem like nhưng mà bình luận không được nha. Còn đâu lý do bình luận không được thì mình cũng chịu, chả biết điểm sao nữa, nhưng mà bạn ấy kêu là bình luận không được, cứ bình luận lên là nó bị tự xóa, thế nên là bạn ấy không bình luận được chứ đâu bạn ấy có xem like nha mọi người nha. Đấy, còn anh em nào thắc mắc thì nhắn tin mình sẽ gọi mình gửi cho anh em xem. Thì hiện hai nàng đã về hai chủ mới nha mọi người nha. Ở đây là bây giờ 1k 5 năm thì chỉ có một con hạc mà vui thôi nha mọi người. Thì có gì anh em chia sẻ kết quả chúng mình nên 1k 55 người đăng ký thì chúng ta lại chơi event tiếp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trở về vấn đề về game anh em, hôm nay chúng ta lâu lắm rồi lại không review bằng top anh em. Hôm nay chúng ta lại review bằng top nha. Hôm nay con này ở server 371, top VIP 12, này vào 126 và top mình đứng top 3 server anh em nha. Đây, chúng ta bắt đầu review qua đó. Cháu đứng hàng này, cháu nó đứng top 3 server anh em với tổng lực chiến đơn thể là 14, tổng lực chiến toàn team là 14.300.000 anh em nha. Hình tụ cửa top 5, còn đâu hình ảnh thì top 4 anh em, PK top 2 luôn nha. Kìa chất. Ta bắt đầu review qua con nàng này xem có những gì nào. Trong túi xem nào. Dương siêu cấp nè. Skin hay còn ít nhỉ? À đây, hắn còn nhiều anh em. Đây cũng ổn chưa nếu nào. HP thương hết rồi này, tóc hết rồi. Chúng hơi yếu đấy nha, mấy cái ổn nhá mà không có hơi yếu nha. Xem nào, có đá chuyển đá gộp gì không? 16 viên đá truyền anh em, 5 viên tẩy và 8 viên bí nhá. 150 sao tư đi này luôn, gần chịu chuẩn bị đủ một gọi em nữa rồi. Tiếp theo là đến dàn bét nào. Team bay anh em. Team bay, team gì này, team mình xem sau. Chúng ta xem qua nào, đánh gần xem nhiều không. Chu trà khá nhiều nha. Đây trà khá là nhiều nhưng mọi người nha, đang gần cũng rất là nhiều. Wow, 2 giây luôn à. Người ăn hết người bật không ra, 2 chết luôn. PR này. Khá nó ổn nha anh em. 3 chết luôn à. Gọi chi nhiều tốn mảnh vậy trời, mảnh nó để gọi. 4 em sẽ chết luôn. 5 em mới chết luôn à. Wow, bạn ấy rảnh quá ta. Gọi nhiều em chi rồi, ta bấm về thường này xem nhá. Chu chà. Ở đây là đã có đến tận 3 em rồi, 5 em lận. Gọi chi nhiều nữa trời. Còn nhiều về tốn mảnh thôi chứ em gì. Đây là 200 mảnh này dùng đồ còn ngon hơn. Hơi lãng phí. Khi này team cũng có lên trận hay đâu. Tiếp theo 6 ứa anh em, 4 đài. Còn một đài chưa mua, một đài chưa vượt. Tiếp theo là đến đô tôm. Rồi giờ ta sẽ làm qua kín hơn từng em mét nhá. Đây cô ra đã tại chưa đá có đôi tại nha anh em nha. Còn hát khỉ các thứ các kiểu là rớt chắc chưa ra rồi. Xem trang phục mặc nào. Đồ 1 sao rất là nhiều anh em, phụ kiện thì có 1 món hô anh em, 2 món kiên định, 2 món nguyên thủy và 1 món kiên định nha mọi người. Vậy là vị trí con hàng này mới có bao nhiêu món nha, xem nào, trên mặt giày này 2, 3, 5, 7 món anh em, 6 món. Cũng ổn, 6 món là cũng ổn rồi nha mọi người. Khá là chất, ta sẽ đi xem qua team, bạn đi sắp team như nào nha. Farm để cho thấy cho dễ. Qua tổng team 30 triệu để mình chiến luôn nào. Át khỉ đi DB2 hy sinh à. Chất nha. Lâu lắm rồi không đánh át khỉ này. Team đánh đâu rồi không đánh át khỉ anh em. Vào làm vài trận chơi coi, lâu lắm rồi không đánh át khỉ. Xem em này có hy sinh không? Đúng rồi, trong này có hy sinh, 2 cháu hy sinh đi rồi. Lắm rồi không át khỉ nhỉ. Các bạn khi đi làm vài trận chơi coi. Và bạn đã quên cho xem tổng lực chiến anh em, thì nó quên mất 8 triệu à. Bảo kiếm vài team 10 triệu, mười mấy triệu đấm thôi. Em đấm lại không biết. Toàn team bay này. Chù cha, ít team được chiến cao hay. Con nàng này cũng khá chất nha mọi người. Top 3 server cũng không phải đùa đâu, server 311 đấy nha. Anh em nào có anh em nào cùng server không nên tiếng luôn cho vui. Nào làm team 8 triệu luôn, thử phát mà search xem ăn được không, team bay á. Khắc chế đó anh em. Team bay là bị team đánh khắc chế nha mọi người nha. À quên. Team đánh là bị team bay khắc chế nha. Thua rớt trước, nó có nhà mà nó gì. Đúng rồi, hay lắm. Anh em xem tỷ số của cháu nó nha, 40k speed này, chỉ số thứ các kiểu. Chuẩn bị lên nữa nha. Bung kêu nó vào ghê thật anh em, né hoài trời. Né đá dày. Ô, đá dày phê đây mà nãy giờ không đá anh em, mất trà hô của dày luôn rồi. Không ngờ đá dày phê vậy luôn á. Hút đơn thẻ cái. Dày này. Ba cái auto anh em. Sợ đánh hy sinh bên đội bạn, con này nó bị ngốc à. Con át khi nó bị ngu hay sao anh em. Mình nghĩ mình sẽ để chế độ đánh, mình sẽ đánh tự động còn hay hơn. Đánh tự động còn hay hơn. Tiếp tục đá ray anh em. Đá ray. Chết dày luôn. Chưa hạn hai cháu hy sinh, chứ hai cháu hy sinh thì chắc phê lắm anh em. Hết dày hết trận, thế thôi. Tiếp tục nào. Nâu đánh làm trận nữa cho phê nha mọi người. Làm trận với team 12 triệu nổi chiến luôn. Thôi bỏ đi, 13 triệu nổi chiến anh em. Xem điện coi, giao hữu team điện coi. Mình thích nhất là con Adfinger này, nó 3 cú đấm này nha mọi người nha, nó đấm rất là khỏe luôn. Thật sự luôn, đấm ôi, hết khỏe rồi anh em. Hết khỏe rồi nha. Và đấm cái nó đánh thế còn khỏe nữa. Nhưng nói chung Adfinger mình cũng từng rất là một thời đam mê anh em, đam mê chỉ muốn không sao có em nó để chơi thôi. Và team 7 triệu, và team này nó đấm nhanh thôi anh em, team này đấm 3 phát là chết cả đám quá. Ra trận nào. Ui, sợ Assert này, một đấm. Ô đâu. Ho-o này. Phá khiên Pera luôn. Rồi Ho-o quyết định là Ho-o không còn mạng trên trong team. Ô, khỏe gớm. Đùa đâu anh em, rất là khỏe nha. Đấy, giờ mình Pera đã. Pera này. Pera này. Quên hãy đánh vô hiệu anh em. Pera, Pera Gatalia, rất là P. Nói đến lúc nào rồi không đánh át. À, át khỉ anh em đánh vẫn sướng thật, công nhận chơi át khỉ phê nha. Để thôi trong video này mình cũng kết thúc đây rồi, có gì hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye, hẹn gặp mọi người video tiếp theo. Chúc mọi người xem video vui vẻ, tạm biệt. Hẹn gặp anh em video tiếp theo nha.